Xin chào, đó mình là Hưng đây. Yeah, ngày mới chúc cả mọi người vui vẻ nha. Các bạn ơi, các bạn nhìn này. Đấy, hôm nay mình mới mua được con ốc các bạn nhìn này. Đấy, mới bắt được con ốc các bạn nhá. Đấy, con ốc siêu to khổng lồ các bạn ạ. Đố các bạn biết đây là con ốc gì đấy các bạn ạ? Đây chính là con ốc hoàng hậu các bạn nhá. Đấy, hôm nay mình bắt được con ốc hoàng hậu này để về để cho mẹ mình thưởng thức các bạn ạ. Mấy hôm nữa mình sẽ bắt con ốc hoàng đế các bạn nhá. Đấy thì các bạn ơi, các bạn con ốc này là nó nặng 2 kg các bạn ạ. Các bạn nhìn to không? Nhìn nó giống con ốc sên nhỉ các bạn nhỉ? Đấy, con ốc sên các bạn nhỉ? Đấy. Con ốc này buồn cười lắm các bạn ạ. Mình cứ đặt dưới đất. Đấy, nó thò ra các bạn nhá. Mình chạm nhẹ cái là nó lại thụt vào này các bạn nhỉ? Nó thụt rất nhanh các bạn nhá. Đấy các bạn chưa? Đó. Thì các bạn ơi, mình trêu các bạn nhá. Đây là con ốc này con mình mua các bạn ạ. Con này là 1,5 triệu một cân các bạn nhá. Đấy, 2 cân của mình con này là 3 triệu các bạn ạ. Thì cũng lâu lắm rồi mình không mua cái con gì độc và lạ để về cho mẹ mình thưởng thức các bạn nhá. Thì hôm nay mình mua cho mẹ mình cái con này về mình sẽ chế biến, mình sẽ nấu cho mẹ mình thưởng thức các bạn nhá. Đấy. Nhưng trước khi mình cho mẹ mình thưởng thức thì mình cũng trêu mẹ mình một tí các bạn ạ. Thì cũng bây giờ cũng là bữa trưa đến nơi rồi các bạn ạ. Đấy thì bây giờ mình sẽ giấu cái con ốc này ở ủng muống các bạn nhá. Tí nữa mẹ mình ra ngắt rau về ăn trưa các bạn ạ. Kiểu gì nhìn thấy con ốc này cũng hốt hoảng gọi mình. Đấy các bạn nhá. Đấy, con ốc các bạn nhìn to nhỉ. Đấy, ở ngoài đời các bạn mà gặp con ốc này thì chắc có là ốc chúa các bạn nhỉ. Đấy, nó rất giống ốc sên các bạn nhá. Đấy, mình để đây nó nhìn giống ốc sên này các bạn nhỉ. Quấy các bạn nhìn chưa. Đó, thì ok. Thì bây giờ mình sẽ đi trêu mẹ mình nhá các bạn nhá. Các bạn thấy video này mình hay nhớ like và chia sẻ với ủng hộ mình các bạn nhá. Let's go. Đấy, các bạn ơi, mình chắc tạo hiện trường ở đây các bạn nhá. Đấy, Phượng Long đứng ở bên kia các bạn ạ. Tí nữa mẹ mình ra đồng các bạn nhá. Kiểu gì cũng nhìn thấy con ốc này cũng hốt hoảng các bạn ạ. Đấy. Các bạn ơi, rồi rau muống nhà mình đây các bạn nhá. Đấy, tí nữa mẹ mình ra hái rau ăn trưa các bạn ạ. Kiểu gì mẹ mình cũng ra đây hái các bạn nhá. Mình sẽ để con ốc ở đây các bạn ạ. Tí cho mẹ mình thấy con ốc này chắc mẹ mình phải hốt hoảng các bạn nhá. Đây các bạn nhá, mình sẽ để cái này các bạn này. Ấy, các bạn ơi. Đây nha các bạn nhá. Các bạn nhìn sợ không? Rồi, mình sẽ giấu đây các bạn nhá. Đấy. Và chờ mẹ mình ra đây các bạn ạ. Ôi giời ơi. Ôi giời, có gì đây? Hồng ơi. Hồng ơi. Hồng Hồng ơi. Con đây. Ra đây, ra đây, ra đây. Ôi ôi, con ơi, ra mẹ bảo con này. Ôi con gì giống con ốc sên sao mà lớn to thế này. Kinh thế, con còn gì mà nó to thế này. Cái gì đi mẹ ơi? Con ơi, nhanh lên. Sao mẹ ơi? Con gì nó giống con ốc sên to lắm con ạ. Ốc sên nào, ốc sên nào nó bò đấy mẹ? Thế con chết ở đây con ơi. Đâu mẹ ơi? To lắm con ạ. Đây con này sọc văn cho mẹ. Ui. À con ơi. Mẹ ơi, con ốc sên này to đấy mẹ nhở? Sao con ốc sên giống to thế? Mẹ ơi, con này ăn chắc ngon lắm mẹ nhở? Ăn thế nào được? Ôi trời ơi. Ui, mẹ ơi. Con cầm nó cắn nó làm nào? Hả? Con ốc của nó sợ mình thì là sao nó cắn mình. Ui mẹ ơi. Con giống giống con ốc hương thế à con ơi. Mẹ ơi. Hả? Mẹ. Thế này mẹ ơi. Thế này có mình vớ phải của quý mẹ ạ. Lắm con của quý, cái con gì mà của quý? Thế là mẹ con mình giàu mẹ, rồi. Mẹ. Ồ, của quý gì? Ê, mẹ ơi, con này. Quất đi ngay không? Quất đi làm gì mẹ? Thế biết con gì mà bảo của quý? Hay con ốc sên mẹ nhỉ? Sao con ốc sên cho mẹ lớn giống cho mẹ cầm cái sao nào? Nhìn to này, con ốc sên này to này mẹ nhỉ? Mấy cân? Mẹ ơi. Hả? Cái này chắc là lộc trời cho con này mang đi đấu giá chắc phải được mấy trăm triệu con ấy. Con bỏ vất. Mấy trăm triệu con nó lên trên. Hay là về con luộc cho mẹ ăn nhá. Sao nó lại bò lên đây nhỉ? Hả mẹ? Hả? Con luộc về cho mẹ ăn nhá. Ăn thế nào được? Sao ăn được? Con có vất ngay thì không? Vất đây. Mẹ ơi. Con này con nghĩ là ăn được đấy mẹ ạ. Khổ, ăn thế nào được? Con nó biết con gì mà ăn. Thế mẹ ăn không? Không, mẹ không ăn. Thế rồi, thế để. Thế để về con nấu
con nấu để con ăn nhá. Lúc đấy mẹ đừng có xin con miếng. Mẹ không ăn đâu. Mang vào vứt cái mũ che đi. Mẹ không ăn à? Sao không? Mẹ nói thật chứ? Mẹ nói thật. Mẹ chắc chắn chứ? Chắc chắn. Mẹ chắc chắn là mẹ không ăn gì? Lắm mẹ cho cái gọng liền rồi chứ. Ăn đi. Không ăn gì? Đắp ngay vào bờ cơ. Được rồi. Con về con lống ngon mà mẹ lại ăn thì con không bảo. Vớ vẩn. Biết con gì mà ăn. Sao nó lại bò lên đây nhỉ? Các bạn ơi, đấy mẹ mình không dám ăn các bạn nhá. Tí nữa mình lướng rồi các bạn ạ. Đấy mình sẽ mang ra cho mẹ mình các bạn nhá. Đấy mẹ mình chắc lại khen ngon con này thôi các bạn nhá. Đấy mình chê mẹ mình tí các bạn ạ. Rồi bây giờ mình ra rửa sạch sẽ mình mang đi luộc các bạn nhá. Để mình ngoái con ốc này ra các bạn ạ. Con ốc này nó to gấp nghìn lần cái con ốc hột vặn các bạn nhá. Nhưng con này giống con ốc hương các bạn nhỉ. Đấy rất giống con ốc hương các bạn nhá. Cho nên ăn nó rất là ngon. Rồi mang đi luộc khoảng 20 phút các bạn ạ. Để mình ngoáy con ốc này ra các bạn nhé. Để lấy cái phần thịt. Sau đó mình sẽ mang đi nướng mỡ hành các bạn ạ. Đấy. Các bạn nhìn ngon chưa? Đấy. Mình đặt đây lên luộc các bạn nhé. Rồi mình luộc các bạn ơi. Các bạn ơi, chín rồi các bạn nhá. Đây các bạn nhìn này. Ui! Nó sụt hết vào bên trong các bạn này. Đấy. Ui! Cái này các bạn này, cái này phải có rổ lọc rồi. Ái à. Wow! Đây các bạn này. Đấy. Đây các bạn ơi, vào này các bạn nhá. Mình lấy nước lạnh các bạn này, xong mình sẽ ngoáy nó ra các bạn nhá. Như ngoáy ốc ấy các bạn ạ. Đây này, nó thụt hết vào trong cùng rồi các bạn này. Các bạn ơi, cái công đoạn của mình bây giờ là ngoáy nó ra các bạn nhá. Đấy các bạn nhìn này. Đấy. Ui, dài lắm các bạn ạ. Ui, ui. Các bạn ơi. Wow. Con ốc to bự này các bạn ạ, khoái ra. Được bằng này thôi các bạn nhá. Đấy. Wow. Đây các bạn nhìn này, nó bị đứt ở cái chỗ này các bạn nhá. Đấy. Yeah. Các bạn ơi. Rồi. Bỏng quá các bạn ạ. Đấy. Đây các bạn này, mình ấy hết rồi các bạn nhá. Đấy, bây giờ mình đổ nước ra, nó đục đục. Ui, các bạn thấy chưa? Bên trong nó đen các bạn ạ. Chắc đấy là phân của con ốc các bạn nhỉ. Đây các bạn này, ngon chưa? Đấy. Hấp dẫn các bạn nhỉ. Bây giờ mình sẽ thái nhỏ ra đó, mình sẽ đi lường mỡ hành các bạn nhá. Đấy, hôm nay mình sẽ làm món này hơi bị ngon luôn các bạn ạ. Các bạn ơi, con ốc mình đã làm sạch rồi các bạn nhá. Đấy, bây giờ mình thái ra, sau đó mình sẽ cho lên cái giấy bạc này mình nướng mỡ hành các bạn nhá. Nhìn ngon không các bạn ơi? Ui, các bạn này, hấp dẫn nhỉ. Ui, trông như là bào ngư các bạn nhỉ. Các bạn nhìn ngon hấp dẫn chưa? Wow. Đấy. Mình cho ra đĩa các bạn nhá. Đấy. Đấy. Đây, cái như cái này là chim nhau các bạn ạ, chim con ốc. Đấy, ngon gì các bạn nhỉ? Con này nó có trứng các bạn ạ. Đấy, to không các bạn nhỉ? Các bạn ơi, cái món này của mình các bạn ạ, hôm nay mẹ mình sẽ khen rất là ngon luôn các bạn nhá. Đấy. Rồi. Đấy các bạn này, mình thái được hết rồi các bạn nhá. Nhìn hấp dẫn không các bạn ơi? Bây giờ mình sẽ để ở đây các bạn này. Đấy. Từng miếng một các bạn ạ, nướng lên các bạn nhá. Đây. Đấy, nhìn hấp dẫn này các bạn nhỉ. Đấy. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đặt lên cái bếp nướng này các bạn nhá. Đấy. Mình phải nướng nhanh lên mẹ mình về các bạn nhá.
Rồi, các bạn ơi, nhìn hấp dẫn chưa? Mình lướng nó xe xe lên một tí, sau đó là mình sẽ đổ mỡ hành vào các bạn nhá. Đây này các bạn này, mỡ hành đây các bạn này, mình đã chuẩn bị đây các bạn này. Đấy, cả lạc nữa các bạn nhá. Đấy các bạn nhìn chưa? Rồi, con ốc này ngon phết các bạn nhỉ. Ừ rồi. Dạ. Ui, con làm gì đấy? Mẹ ơi, con đang nướng cái con ốc đấy. À, con ốc ở ủ ra muống đấy hả? Đúng rồi. Ui, thế ăn được á mà con nướng? Con đã bảo mẹ rồi, cái món nào con ăn được hết. Ui, thế ăn được à? Ngon đấy. Ngon không? Mẹ nhớ hấp dẫn không? Thế nhưng mà nó ăn vào nó ngộ độc lắm nào. Ngộ độc làm sao được hả mẹ? Thế có ăn được không? Mẹ không ăn được. À, thế cho mẹ ăn mấy nhá. Thế mẹ vừa mẹ bảo con là mẹ không ăn mà bây giờ mẹ lại ăn. Mẹ nhìn thì ngon đấy, ăn được không? Ăn thật đấy à? Ăn thật gì? Ừ, thế cho mẹ ăn mấy? Không, cho mẹ ăn đâu. Ui, ngon đấy. Đấy, mẹ nhìn thấy chưa? Ừ. Con đường mỡ hành nên hơi thơm luôn đấy. Đây là cái gì đây nữa? Đấy là cái hành khô mẹ. Thơm thế, hành khô. Đấy, các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cho hành vào nhá. Mẹ mình vừa ấy bảo là không ăn nên bây giờ lại dai xin mình các bạn ạ. Ngon đấy, cho mẹ ăn nữa nhá. Không, cho mẹ ăn đâu. À, nước mỡ ai nhỉ? Ui, thế con ốc phải ăn được à? Này không ăn được mẹ. Ngon đấy. Đấy các bạn ơi, mình cho hành vào các bạn ạ. Đấy các bạn nhé, mình nó xe xe mặt rồi các bạn ạ. Mình sẽ cho mỡ vào mình nướng các bạn nhé. À, cho mỡ hành vào các bạn ạ. Ăn nó thơm lắm. Mẹ có thèm không? Có, mẹ có thèm. Thế thế tí mẹ có dám ăn không? Mẹ dám ăn mà mẹ thấy ngon lắm. Ngon không? Đấy các bạn ơi, thấy mình nấu ngon thì bây giờ mẹ lại bảo là mẹ ăn các bạn ạ. Ngon đấy. Thôi được rồi, tí nữa con khác cho mẹ ăn. Ừ, cho mẹ ăn đấy. Các bạn ơi, các bạn, mẹ bây giờ lại muốn ăn các bạn nhá. Đấy, cái vỏ ốc này đẹp không mẹ? Đẹp. Cái vỏ ốc này nha. Con nói thật mẹ nhá, tí nữa mang đi ra ngoài kia bán kiểu gì được mấy chục triệu. Thế ai đúng đấy con chưa mẹ? Có phải không? Đúng rồi. Đây là con ốc này là ăn được, con trêu mẹ rồi. Đúng rồi. Thế con ơi. Sao hả mẹ? Mẹ hỏi đây là con ốc gì? Con nói thật mẹ là vừa đấy con trêu mẹ đấy mẹ. Thế con ốc gì đây? Đây là con ốc hoàng hậu mẹ nhá. Ui, con ốc hoàng hậu. Đúng rồi. Ôi, cháy rồi mẹ ơi. Thế à? Thôi chết rồi, con này cháy. Còn đấy, bóp ăn cho mẹ thử trước đi. Từ từ, con nào cháy con phải bỏ ra. Ừ. Còn đấy. Đấy các bạn ơi, con nào cháy mình bỏ ra các bạn nhá. Ừ. Đây nó dính vào đây các bạn này. Đấy. Ai. Nó chín là mình bỏ ra các bạn ạ. Đấy. Đây mình lại thay thế cái này vào các bạn á. Con chế tạo ngon đấy. Đây là mà. À, hóa con ốc hàng hậu à? Đây là con ốc hoàng hậu mẹ ạ. Thế là con ốc hoàng hậu. Ôi chết rồi, nó rách. Đấy. Con mua con ốc ở Cô Đát không? Mẹ ơi, con ốc này rẻ mẹ ạ. Rẻ à? Thôi tí nữa mẹ khác được ăn. Mẹ không phải lo á. Đấy các bạn ơi, chủ yếu hôm nay mình mua về cho mẹ mình các bạn ạ. Đấy mẹ thấy thơm không? Thơm. Mẹ rắc cho con ít hành nhau lại ít lạc vào đây mẹ. À, lại rắc ít hành. Đúng rồi. Nướng kiểu như mỡ hàu nướng mỡ hành ấy mẹ. À, ui thì ngon đấy. Hồng giống. Ai da. Đây nè. Ít lạc vào mẹ ạ. Ăn cho nó thơm. Ăn cho thơm. Ngon đấy. Lại cả đây là hành nữa con ơi. Hành khô đấy à? Đây là hành khô vậy ạ. Ui thơm thế. Ui. Ý, món này ngon đấy. Đây này. Đấy, đây các bạn này. Mình để ở đây cho mẹ mình rắc mỡ hành lên các bạn nhá. Đúng rồi. Đây nữa các bạn nhá. Ngon lắm đấy. Ai à, ôi, nó bắn, nó lổ. Nó rửa con bóp. Đấy các bạn ơi, nhìn này. Nhìn hấp dẫn không các bạn ơi? Đấy. Ngon đấy con ạ. Mẹ ơi, để con chọn những miếng ngon nhất cho mẹ ăn nhá. Ừ. Đây mẹ này. Yeah. Miếng này mẹ này. Đấy, đây là thịt của nó, mẹ cầm đấy, mẹ ăn mẹ chấm với lại xì dầu lại được. Chấm với xì dầu à? Đấy. Mẹ rồi. Ăn thử đi con xem nào. Bây giờ bà mời thế bởi cái cháu ăn ốc nướng với bà nhá. Rồi con ăn đi. Mẹ ăn thử đi con nhìn nào. Yeah. Không ngon thì bảo không ngon nhá. Rồi. Đấy, đây là ốc hoàng hậu ấy mẹ ạ. À, ốc hoàng hậu à? Con ăn đi. Bà mời cái cháu nhá. À. Ăn như nào mẹ? Không, nó dai hết rồi. Nó dai đúng không? Ừ. Có vừa vặn hay nó ngọt hay gì nhá mẹ? Nó rất vừa vặn và rất ngon. Đấy, rất ngọt á? Nó ngọt, thơm. Thế hả mẹ? Nhưng mà nó dai con ạ. Nó dai thế à? Nó dai nó giòn 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 kéo cháu ạ. Thế có ngon không mẹ? Ngon. Thế à? Ừ. Đấy. Ngon. Đúng là hoàng hậu của các con ạ. Mẹ có giống con ốc sên không mẹ? Giống con ốc sên. Mẹ kiểu con ốc hương cơ. Đấy.
Công nhận nếu mà để giống phiên bản là nó giống con ốc hương bé này nhỉ. Đấy, thì các bạn ơi, đấy hôm nay chủ yếu là mẹ mua mẹ mình thưởng thức các bạn nhá. Thì mình cũng làm thưởng thức thử một con các bạn ạ. Các cháu ạ, ăn nó dai, nhai kỹ nó giòn, thật thật, ngon. Ok. Tuyệt vời các cháu ạ. Mình làm thế này các bạn nhá. Đây các bạn này. Đấy, thế này mà có hậu ở nhà thì đẹp quá nhỉ mẹ nhỉ. Đây các bạn nhá. Đây này, mình chấm tí xì dầu các bạn ạ. Ngon. Các bạn ơi, ăn nó giòn này, sần sật. Ngọt. Mùi mỡ hành. Đấy. Ăn ngon không các bạn? Ngon hơn ốc đá các cháu ạ. Đúng rồi. Cái con ốc tắc vàng này các bạn. Nó không ăn ốc này đâu các bạn nhé. Thế đây là ốc hoàng hậu con ạ. Đây là ốc hoàng hậu mẹ ạ. Các cháu nhìn này. Hết giòn 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 các cháu. Ngon. Thơm ngon. Các bạn ơi, mẹ ơi, con ốc này ấy, nếu mà mẹ ăn nó được sống ấy thì ăn nó rất là ngọt. Đấy, nhưng mà con nó sợ mẹ không ăn được sống nên con không dám cho mẹ ăn. Có nghĩa là ăn gỏi được con ơi. Ăn gỏi được các bạn. Đấy. Ôi cái con ốc này con thật. Mẹ so với con ốc tắc vàng mẹ ăn thấy ngon hơn không? Ngon hơn ốc tắc vàng. Ngon. Ngon. Ngọt thế. Các bạn ơi, còn rất nhiều các bạn nhé. Đấy, bây giờ con lấy cho mẹ một miếng nữa thôi. Lấy mẹ một miếng nữa nhá. Đấy, mẹ sẽ ăn miếng nào? Đâu, mẹ sẽ ăn miếng nào? Miếng này đen đen này. Đấy, đây các bạn ơi. Miếng này chính là cái phần đầu của con ốc các bạn nhá. Đấy, đây mẹ. Con cứ để thôi. Các bạn ơi, ốc này ăn ngon thật các bạn ạ. Đây đây, các bạn này, cái chỗ này là cái lúc mà cái phần mình bảo là chim của con ốc, các bạn nhìn này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Thôi mình cũng phải làm một miếng các bạn nhé. Đấy mình ăn miếng này. Mẹ ăn mạnh lên mẹ ơi. Mẹ hôm nay mẹ có hốt hoảng không? Hốt hoảng. Hóa là con trêu mẹ. Các cháu ơi, đây là cái mồm của con ốc à? Cái mồm của ốc của mẹ. Wow, thấm xì dầu này à. Đấy, mẹ thấy ngon không? Nó giòn giật giật các cháu ạ, rất là ngon. Đấy đây các bạn nhìn này. Chấm các bạn nhé. Dài. Ngon 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 lắm. Giòn, sơ sơ, ngon. Ngon mẹ nhỉ? Ngon. Đấy, chị các bạn ơi, hôm nay mình chủ yếu là mua về cho mẹ mình thưởng thức các bạn đó nhá. Cái con này nó độc quá lại mà to à. Phần chưa? Đấy. Con này ăn nó cứ giòn phần thật. Ngon. Ngon. Con rất là ngon bà. Đấy, Hiếm ơi. Cái vỏ này hay là để con đi móc cái gì ở đây xong con treo cho mẹ đeo lên nhá. Đây, đeo ở đây các bạn này. Đi lổi nhất làng luôn các bạn nhỉ. Đấy. Chả ở ai ở đâu có cái vỏ ốc này đeo đâu các bạn ạ. Ốc hơi hiếm luôn các bạn nhá. Rồi. Thì mình bây giờ xin chào hẹn gặp lại mọi người trong cái video nhá. Rồi, bye bye các cháu nhá.